Chào các bạn nhé. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách clip nhận được một đồng token Kutaku câu. Thì một số thông tin về đồng token Kutaku. Tổng cung phát hành là 5 triệu. Đã có 534 tài khoản holder và đã phát sinh 1309 lượt giao dịch nhé. Thì đầu tiên các bạn truy cập vào link website clamadrop.net. Link truy cập website được mình để ở phần dưới mô tả của video nhé. Sau khi đã vào được website, các bạn theo kéo xuống phần bên dưới và làm cho hai bước hướng dẫn trên website cho mình. Bước 1, các bạn sao chép quan trắc. Các bạn có thể sử dụng nút copy quan trắc nhanh ở đây hoặc qua mình xem với Meta Mask hoặc với suốt roulette của các bạn nhé. Các bạn thêm địa chỉ token vào ví cho mình, ký hiệu token Kutaku và đã số tập phân là 18 rồi. Bạn nhấp tiếp theo và nhấp thêm token giúp mình nhé. Sau khi đã thêm được địa chỉ token vào ví, các bạn quay trở lại website clamadrop.net, truy cập vào bước 2 link giúp bọn đây để dẫn tới nó sẽ dẫn tới cái link website chính để các bạn clam nhé. Rồi các bạn nhấp vào phần này cho mình clam nào. Rồi thì nó sẽ dẫn xuống bên dưới này, thì tôi đây chương trình AdaDrop và nó sẽ kết thúc vào 113 ngày nữa và lít sàn pan qua sửa gốc vào ngày 15 tháng 12 nhé. Rồi ở đây các bạn có nhu cầu mua thì các bạn bỏ số 4 ra min thấp nhất là 0.05 BLB mua bạn thấp nhất là 0.01 nhé và sẽ nhận được 25 đồng Kutaku. Rồi các bạn clam thì các bạn nhấp vào phần này giúp mình clam và yêu cầu kết nối với ví, các bạn nhấp tiếp theo và nhấp kết nối ký ga là 0.00065 BLB này, các bạn nhấp xác nhận giúp mình. Rồi cái gì đang được xử lý nha. Các bạn nhớ thường xuyên theo dõi website clamadrop.net nhé để cập nhật những dự án miễn phí và thưởng token mới nhất trên phiên bản Balance Blockchain. Các bạn lưu ý cột cây bên cánh tay phải là cột AdaDrop biến thân. Nếu các dự án sắp kết thúc, các bạn vào đây để nhấp và nhấn và nhận token đây nhé để kiểm tra lại xem các bạn đã tham gia chưa. Nếu mà bạn chưa tham gia dự án nào thì hãy tham gia, đừng bỏ sót bất kỳ một cái dự án nào trên này nhé. Nếu bạn chưa có thực hành sàn giao dịch Binance, bạn có thể vào đây đăng ký để hưởng 20% phí giao dịch trọn đời nhé. Và nhiều tài khoản giao dịch các sàn khác, các bạn có thể vào đây để đăng ký ủng hộ kênh nhé. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn cách để clam nhận được một đồng token Kutaku. Các bạn có thể ủng hộ kênh bằng cách đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhé. Video xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.